Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cửa đá, đó là một mẫu xe Toyota Vios. Toyota Vios mang nước sơn màu vàng cát, mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A24871. Hiện tại chiếc Toyota Vios hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Toyota Vios bản E số sàn động cơ 1.5 xe tư nhân gia đình sử dụng này, hãy nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Toyota Vios biển kiểm soát Hải Phòng bản E xịn các bác nhá, bản E số sàn đấy, sơn xi màu vàng cát xịn sò nguyên bản theo xe. Vâng, và sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống nội thất của xe các bác xem này. Vâng, đây là phần hệ thống nội thất của xe, nội thất thì rất là tươi luôn đấy, ghế da trang bị hai màu đấy, hai màu các bác nhá. Đấy, bên trên thì ghế lái đã được khoác trên mình bộ áo ghế massage rất là bắt luôn, mát luôn. Màn hình Android và cam nồi đầy đủ đấy, hai túi khí an toàn, gương kính chỉnh điện và cột xe bệ bậc lên xuống các bác này, ốc áp bản nề, hệ thống thông số kỹ thuật này, 2016 các bác nhá, 2016 số sàn, form mới rất là đẹp luôn, một mẫu xe tư nhân chính chủ mà biển Hải Phòng, một mẫu xe gia đình sử dụng này hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Đấy, bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này nhấc máy lên alo cho em, alo trực tiếp cho em Nghị các bác nhá. Tất cả những cái khung cánh cửa này, keo chỉ của xe này, đấy, keo chỉ zin các bác nhá, khung cánh cửa không hề có hiện tượng mục mọt luôn. Phần là hệ thống táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái các bác này, đấy, bảng tổng của gương kính chỉnh điện và cột xe, đấy, lót sàn đã được trang bị lót sàn 3D rồi các bác nhá, lót sàn 3D đầy đủ rồi. Đấy, các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đây là phần hàng ghế đằng sau các bác này. Đấy, hàng ghế đằng sau các bác nhá. Ghế da hai màu. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Hệ thống hết tất cả những cái táp ly cánh cửa này. Đấy, táp ly cánh cửa vẫn còn gai sần rất là ok luôn. Đấy, rất là đẹp, khung cánh cửa thì không hề có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá. Keo chỉ các bác này. Đấy, keo chỉ của nó, keo chỉ zin đều tấp tắp luôn. Đấy, keo chỉ zin đều tấp tắp các bác nhá. Bệ bậc lên xuống ra. Đấy, những cái ốc ác bản nề cánh cửa đây. Đó, chưa hề động đến ca lê mở led các bác nhá, chưa hề động đến ca lê mở led luôn. Phần hệ thống cột kèo của xe. Đấy, tất cả hệ thống cột kèo đinh tán của xe này. Đấy, zin nguyên bản luôn các bác nhá. Đấy, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy. Bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Chân của nó thì đã được độ lên trần 3D chống nóng các bác nhá. Chân của nó trần 3D chống nóng rồi. Đấy, lốp dép các bác này, đấy, lốp dép rất là dày dặn luôn. Đấy, tất cả những cái cua lốp này, phần thụt giảm sóc này, đó, cua lốp của xe thì không có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, phanh đĩa bốn bánh các bác nhá, trang bị phanh đĩa bốn bánh rồi. Đấy, túi khí ABS chống trơn, chống trượt và chống bó cứng các bác nhá. Đây là một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cửa đá, đấy, mang thương hiệu của Nhật Bản. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế, không hay hỏng vặt các bác nhá. Hệ thống bô lăng của xe các bác này, bô lăng của nó này, bô lăng của nó là bô lăng 3 chấu các bác nhá. Đấy, bô lăng 3 chấu này. Đấy, bô lăng 3 chấu. Máy thì búng nhẹ cái lỗ ngay các bác nhá. Đấy, búng nhẹ cái lỗ ngay, màn hình Android đầy đủ luôn. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Đấy, không một ngày taxi dịch vụ luôn. Đấy, dòng Toyota thì máy móc của nó rất là ok. Đấy, màn hình Android to phạc các bác này. Đấy, điều hòa thì rất là mát các bác nhá. Đấy, màn hình này và camera lùi đầy đủ các bác nhá. Đấy, camera lùi đầy đủ rồi. Đấy. Hệ thống xi nhan báo rẽ này hoạt động rất là ok các bác nhá, phun nước và gạt mưa. Đó, trang bị cảm biến lùi, cảm biến va chạm đầy đủ này. Hệ thống kính lên xuống này. Đó, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Đó, rất là ok luôn. Đấy, tất cả những cái hệ thống chắn nắng này. Đấy, chắn nắng này, mở ra thì có cả gương trang điểm các bác nhá.
gương chiếu hậu này, hệ thống đèn trần này, chắn nắng hai bên đầy đủ luôn, gương cụp xè các bác nhá, gương cụp xè này, đó, cụp xè các bác nhá, chỉnh điện này, đó, ok luôn các bác nhá, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, một mẫu xe Toyota Vios ớt. Đấy, có năm sản xuất 2016, táp lô thì đã được trang bị thảm trải táp lô rồi. Đấy, trang bị thảm trải táp lô rồi các bác nhé. Hệ thống quạt số này, phanh tay các bác này, phần bệ tì tay này. Đó. Và sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe Toyota Vios. Đấy, có năm sản xuất 2016 các bác nhé. Số sàn động cơ chỉ với 1.5 thôi. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe Toyota Vios này ăn tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số mà chở được 5 người. Đấy, chở được 5 người các bác nhá. Đấy, nội thất thì rất là ok, rất là tươi luôn. Lốp dép thì rất là dày dặn các bác nhá. Đấy, các bác xem quả lốp đằng trước bên phụ này. Đó, tất cả hệ thống cua lốp này. Đó, không hề bụng mòn các bác nhá. Sau đây là phần khoang máy các bác nhá. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Toyota Vios sản xuất 2016 mang phiên bản số sàn với động cơ 1.5 máy xăng. Đấy, máy thì lổ rất là êm các bác này. Đấy, tiếng máy lổ rất là thì thầm các bác nhá. Đấy, tất cả những cái đinh tán dằng dật này, đấy, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, nguyên bản theo kiểu máy sản xuất các bác nhá. Đấy, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng khối đá hiện đang có tại cửa hàng ô tô Vũ Đoàn Mình. Đấy, bác nào có nhu cầu vậy cái mẫu xe này, hãy cứ nhớ máy lên alo cho em. Đấy, máy móc vẫn còn zin luôn không này. Đấy, máy số zin có nhá, keo chỉ zin. Vâng, một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, bao zin bao phê cho các bác này, cái con ốc ác của nó này vẫn còn sơn chấm 7 màu luôn có nhá, vẫn còn sơn chấm 7 màu luôn. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng, một mẫu xe Toyota Vios sản xuất những năm 2016 hiện đang có tại cửa hàng ô tô Vũ Đoàn Nghị. Đấy, bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán trao đổi và ký gửi tất cả những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì bác nào mà mua xe cũng như bán xe cứ alo cho em nghỉ. Vâng, nhấc máy lên alo trực tiếp cho em nghỉ các bác nhé. Đấy, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Đấy, máy móc này cô đó sẽ lổ rất là êm, máy zin các bác nhá, máy số zin luôn. Đấy, tổng quan của động cơ khoang máy, và đây là những cái lỗ của nó này, tổng quan của lắp capo này. Đấy, capo rất là mỏng luôn các bác nhá, chưa hề động đến một chút một bả nào luôn. Đấy, phần keo chỉ của xe. Đấy, keo chỉ zin các bác nhá, tem mác từ máy sản xuất này vẫn còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, các lỗ tròn không hề có hiện tượng móp méo này. Đấy, không hề móc méo luôn các nhá, bao zin bao phê cho các bác. Một mẫu xe Toyota Vios, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá, sản xuất 2016 mang biển kiểm soát 15A24871 các bác nhá. Đấy, một mẫu xe gia đình chỉnh giò luôn. Giá tiền của chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2016 này bên em đang chào bán với giá là 362 triệu đồng. Vâng, 362 triệu đồng các bác đã sở hữu xe Toyota Vios. Đấy, la răng đúng và vâng, gương kính chỉnh điện và cột xe. Lốp dép thì bốn quả lốp của nó rất là mới các bác này. Đấy, tất cả thuộc đặt sóc này, phần cua lốp này. Đó, không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá. Xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện. Đấy. Đăng kiểm của em nó còn đến tháng 12 năm 2022. Phần nóc của xe các bác này. Đây là phần hệ thống táp ly cánh cửa này. Đấy, táp ly cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác nhá. Đấy, táp ly của nó này rất là đẹp luôn. Alo. Nó cũng quay thôi. Vâng. À. Nó hỏi
đấy xem nó bao nhiêu, đời đời bao nhiêu. Đúng rồi. Được. Nó chỉ vậy thôi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, ok ok. Ok ok. Đấy, tất cả những cái tắp đi cánh cửa các bác nhá vẫn còn đẹp đây. Rất là đẹp luôn. Keo chỉ zin. Đấy. Những cái ốc áp bản nề cánh cửa này. Đấy, chưa hề động đến ca lê mỏ lết các bác nhá. Đấy, phần hệ thống cột kèo của xe. Đấy, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy. Máy lổ êm thiên thít các bác nhá. Máy lổ êm thiên thít luôn. Đấy. Hệ thống bệ bậc lên xuống đây. Đấy, đây là những cái hít cánh cửa các bác nhanh. Đấy, cao su hít cánh cửa nên đập vào cánh cửa cho nó êm các bác nhá, êm và chắc luôn các bác này. Đấy. Rất là ok luôn các bác. Đấy. Rất là chắc chắn các bác nhá. Đấy. Bác nào mà đúng chân cái mẫu xe này mua về sử dụng thôi các bác nhá. Mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa này, cột kèo này, đấy. Khung cánh cửa thì không hề có một chút mục mọt nào luôn. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng sau bên phụ các bác nhá. Đấy, táp ly thì vẫn còn gai sần. Đấy, keo chỉ này. Keo chỉ zin. Vâng, bệ bậc lên xuống này. Đấy. Tất cả hệ thống cột kèo của xe cam kết các bác là zin nguyên bản các bác nhá. Đây, hệ thống của lốp của đằng sau bên lốp dép đằng sau bên phụ các bác nhá. Lốp dép thì rất là dày dặn luôn. Tất cả những cái cua lốp này không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá. Đấy. Một mẫu xe Toyota với đất sản xuất 2016, bao zin cả xe, bao phê cho các bác. Giá tiền 362 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ cũng có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Trang bị cảm biến lùi, cảm biến va chạm quanh xe các bác nhá. Đấy, màn hình camera lùi đầy đủ này. Sau đây là phần gầm của xe các bác nhá. Vâng, đây là phần hệ thống gầm của xe các bác này. Đó, gầm bệ của nó các bác nhá. Rất là chắc chắn luôn, không hề có một chút mục mọt nào các bác này. Đấy, không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá. Một mẫu xe Toyota với ớt keo chỉ zin và máy số zin. Đấy, sơn si thì màu vàng cát rất là hot luôn, với giá tiền 362 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ gốc về cho các bác, cũng như có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Toyota với ớt này, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em nghe. Alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Đấy, có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.